Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh, chuyển thể thành phim Cẩm Nguyệt Như Ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 156, gió đến. Kênh đảo bên trên tiếng hô giết vang vọng, thuyền va vào nhau trao đảo. Ô Thác như ác lang, giữ tợn vây quanh quân Tế Dương. Họ đông người, trên thuyền có cung thủ sẵn sàng, mũi tên bay như sao băng, khiến thuyền nhỏ của quân Tế Dương bị đâm lỗ chỗ trong nháy mắt, không thể tiếp tục chảy. Rơi vào nước, quân Tế Dương tuy biết bơi, nhưng không thể phát huy hết sức mạnh. Ô Thác còn chuẩn bị nhiều xiên sắt, giống như công cụ của ngư dân dùng để xiên cá, đầu nhọn được rèn sắc bén. Xiên hướng xuống dưới nhằm vào quân Tế Dương rơi xuống nước. Kênh đào nhanh chóng nhuộm đỏ bởi máu. Một binh sĩ trẻ của Tế Dương né mũi tên từ thuyền Ô Thác, nhảy xuống nước. Mấy chục người Ô Thác cười ha hả, dùng xiên sắt trong tay ném về phía thân thể hắn. Ô Thác vốn lực mạnh, người trẻ kia mới 16-17 tuổi, không kịp tránh, bị đâm trúng cánh tay, sau đó, nhiều xiên sắt từ bốn phía đâm tới, xuyên qua thân thể hắn. Xiên sắt bị rút nhanh chóng, để lại trước ngực hắn một lỗ máu lớn. Hắn vùng vẫy vài lần rồi chìm xuống, mặt nước chỉ còn lại máu loang, chứng tỏ hắn từng sống sót. Phó binh nhìn lại, hét lên với người thanh niên đang hỗn chiến. Đô đốc, không được, họ quá đông. Quá đông. Song quyền nan địch bốn tay, quả bất địch chúng. Đây không phải là năm đó Quắc Thành, mà duy nhất có thể xuất kỳ chế thắng hỏa công, còn thiếu một trận đông phong. Không có không được. Tiêu Giác cầm kiếm, ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng nói. Chiến. Hắn là thủ lĩnh, luôn bị người dây dưa hỗn chiến. Mã Khách cũng không phải là người không có đầu óc, mặc dù tự đại, nhưng cũng nghe qua tên tuổi Tiêu Giác. Lúc trước dùng người Tây Khương làm mồi nhử, ý đồ đánh lén Lương Châu Vệ, nhưng vì Tiêu Giác đột nhiên trở về mà kế hoạch bị đảo lộn hoàn toàn. Mã Khách nhớ rất rõ, Tây Khương thủ lĩnh Nhật Đạt Mộc từ lực lớn vô cùng, hung hãn vũ dũng, cuối cùng chết trong tay Tiêu Giác. Mã Khách muốn thắng, nghĩ bắt lại chủ tế Dương Thành để lập công, nhưng không muốn mất mạng vô lý. Vừa lui lại, vừa hét lớn với binh Ô Thác bên cạnh. Bệ hạ nói, ai bắt được đầu Tiêu Hoài Cẩn, sẽ là công thần lớn nhất trận này, được phong tước vị. Các dũng sĩ, giết hắn. Chiến công khích lệ, vào lúc này luôn hữu dụng. Binh lính Ô Thác nghe vậy, nhiệt huyết sôi trào, lập tức từng lớp tấn công Tiêu Giác. Hỏa Yến lái thuyền tiếp cận, nhìn thấy cảnh tượng này. Tuổi trẻ đô đốc áo choàng phấp phới trên mặt nước, kiếm dài lạnh lẽo như băng, nổi bật vẻ anh tuấn như ngọc mặt la sát, trong chớp mắt lấy mạng người. Người từng đợt tấn công, xung quanh hắn tích đầy thi thể, nhưng thanh niên vẫn không mệt mỏi, anh dũng như trước. Tiếp tục như vậy không được. Hỏa Yến nhíu mày, Ô Thác quá đông, Tiêu Giác có thể 1 chọi 10, 1 chống 100, nhưng 1.000 sao? 1 vạn sao, 10 vạn sao, hắn có thể đơn thân thoát khỏi vòng vây, nhưng nếu Ô Thác không lên bờ, hắn sẽ mãi phải bảo vệ dân thường. Còn lại quân Tế Dương không đủ ăn ý, phối hợp gắn bó với hắn. Xích Ô cùng Phi Nô đều bị Tiêu Giác bố trí bên Thôi Việt Chi, một mình hắn chỉ có thể đối đầu. Hỏa Yến suy nghĩ, nói với những người còn lại trên thuyền. Các ngươi theo kế hoạch, đưa thuyền đến vị trí ta vẽ, chờ lệnh, không được rời xa. Mộc Di, nàng nói với Mộc Di, ngươi theo ta mang thuyền này đi. Nói rồi, nàng khoác lên mình chiếc áo do Sở Chiêu mang cho. Ngươi, Mộc Di ngạc nhiên. Ta đóng vai thành vương nữ, dụ một nhóm người rời đi. Hỏa Yến trả lời, nếu không đô đốc không thể cầm cự lâu, chỉ cần phân tán binh lực Ô Thác mới có thể kéo dài thời gian. Dù ngươi đóng vai thành điện hạ, làm sao biết họ sẽ truy đuổi chúng ta? Mộc Di hỏi, ngươi phải biết. Hỏa Yến lắc đầu, phá vỡ hắn kiên, đoạt hắn khôi, để giải cơ thể. Long chiến tại giá, nó đào nghèo vậy. Huống chi, nghĩ người Ô Thác sẽ cho rằng, đuổi bắt Mộc Hồng Cầm dễ hơn đuổi bắt Tiêu Hoài Cẩn, có lòng tin hơn. Nàng ngẩng đầu nhìn xa, lúc này đã là buổi trưa, mặt trời nóng bức, không có một cơn gió nhẹ. Vẫn là không gió. Hỏa Yến gọi thuyền khác vẽ đến xa một chút, cùng Mộc Di trên thuyền nhỏ, hướng Tiêu Giác nhưng không quá gần, chỉ ở nơi Ô Thác có thể thấy, sốt ruột như lạc đường. Thuyền đó từ đâu xuất hiện? Mã Khách thấy một thuyền nhỏ lạc lõng, cùng Tiêu Giác tàu chiến. Thuyền nhỏ trông như thuyền quân Tế Dương, cắm tinh kỳ, nhưng có gì đó quái lạ. Thuyền không tới gần hỗn chiến, mà như muốn thoát đi. Đào binh, Mã Khách cảm thấy có gì lạ, lệnh thuyền nhỏ kiểm tra, thuyền nhỏ xa xa vẽ, quân lính báo. Tướng quân, trên thuyền có nữ nhân mặc vương nữ bào phục, có thị vệ đi cùng, không rõ là thật hay giả. Mã Khách mừng rỡ. Mông tắc vương nữ, ngươi chắc chắn? Thuộc hạ thấy nữ nhân mặc vương nữ bào phục, không biết chắc. Mã Khách suy nghĩ, nói. Mông tắc vương nữ chưa lộ mặt, nói là trong vương phủ, có thể là định đào tẩu. Chỉ là một nữ nhân, không có chỗ dựa, có lẽ đã sợ vỡ mật. Hắn cười gằn. Nếu thế, bắt lấy nàng. Tướng quân, chúng ta đang giao chiến với Tiêu Hoài Cẩn, không thể đuổi bắt Mộc Hồng Cầm. Ô Thác không phải thủy thành, binh lính không giỏi thủy tính, lại đi đường thủy, móc sắt nối hàng ngàn thuyền lớn, giờ muốn mở ra cũng khó, nếu truy Mộc Hồng Cầm, phải từ bỏ giao chiến với Tiêu Giác. Ngu xuẩn! Mã Khách mắng. Bắt giặc trước bắt vua, Tiêu Hoài Cẩn không phải chủ Tế Dương, bắt Mộc Hồng Cầm, quân Tế Dương loạn, chúng ta thắng mà không cần đánh. Còn một điều không nói, Mộc Hồng Cầm dễ bắt hơn Tiêu Hoài Cẩn. Bắt được Mộc Hồng Cầm, ta dùng nàng mở cửa thành Tế Dương, Tiêu Hoài Cẩn phải đầu hàng, nếu không ta giết nàng trước mặt quân Tế Dương. Mã Khách cười tàn ác. Tiêu Hoài Cẩn sẽ chọn thế nào? Tiêu Giác lãnh huyết vô tình, một cái Mộc Hồng Cầm không đáng, không vì nàng đầu hàng. Mộc Hồng Cầm chết, vì Tiêu Giác không chịu buông binh khí, quân Tế Dương sẽ oán hận hắn. Lúc đó, nội chiến, quân tâm loạn, Tế Dương sụp đổ chỉ là sớm muộn. Đổi hướng thuyền, theo ta. Mã Khách nói. Binh lính Ô Thác không tiếp tục tấn công, thuyền lớn đổi hướng, chạy sang hướng khác, quân Tế Dương ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra, tại sao không đánh? Quân Tế Dương dù bị Tiêu Giác huấn luyện, nhưng nhiều năm không chiến, đội hình già cỗi, Tiêu Giác chỉ dẫn theo 1,5 vạn người, giờ tổn thất gần một nửa. Nếu Ô Thác thừa thắng xông lên, tình huống sẽ bất lợi cho quân Tế Dương. Nhưng ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, họ rút đi. Tiêu Giác nhìn hướng tàu chiến Ô Thác rời đi, trên sông mênh mông, có một thuyền nhỏ mang tinh kỳ, trên thuyền có hồng y, như tín hiệu sáng, dụ đuổi theo. Đó là vương nữ. Binh sĩ bên cạnh lầm bầm. Không, là Hỏa Yến. Tiêu Giác ánh mắt xám xịt, một lát sau, nói. Theo họ. Bọn họ đuổi theo tới. Mộc Di khẩn trương nói. Không cần lo lắng. Hỏa Yến nói. Chúng ta trên thuyền chỉ có hai người, họ đuổi theo người không phải thuyền. Ngươi thủy tính tốt, chút nữa tàng trong nước, không cần lộ diện. Ngươi thì sao? Mộc Di ngạc nhiên nhìn nàng. Ta sẽ đưa bọn họ một món quà lớn. Hỏa Yến cười nhàn nhạt. Nàng móc ra từ ngực một cái thiết đoàn, có gai ngược sắc bén, như dã thú cự trảo, nàng gắn nó lên roi dài. Ngươi! Mộc Di định hỏi. Hỏa Yến đẩy hắn. Nhanh xuống nước! Hắn nhảy xuống nước, giấu sau đá ngầm, nắm chặt chủy thủ. Đao kiếm trong nước khó dùng, chỉ có chủy thủ linh hoạt hơn, nhưng vẫn kém trên bờ. Ô Thác tàu chiến lớn hơn thuyền nhỏ Tế Dương, nhìn xa Hỏa Yến như con cừu lạc trước cự thú. Vương nữ điện hạ! Mã Khách đứng đầu thuyền, cao giọng nói. Thúc thủ chịu trói đi, ngươi nếu biết điều, có lẽ ta sẽ tha mạng. Hắn muốn bắt Mộc Hồng Cầm, thuyền nhỏ không ai, chỉ còn thị vệ không thấy, là thị vệ thấy tình thế không ổn, bỏ Mộc Hồng Cầm. Đại ngụy người, luôn mềm yếu. Đầu thuyền, nữ tử hồng bào cúi đầu, không nói gì, hai thuyền càng gần, Mã Khách định bắt nàng, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, từ thuyền nhảy lên. Thuyền nhỏ không cao bằng thuyền lớn, nàng không nhảy lên tàu chiến Ô Thác, mà nhảy lên thân thuyền, hai chân đạp nghiêng qua như điện. Phanh phanh phanh. Nàng bước nhanh, mỗi bước, roi trong tay vung mạnh vào thuyền. Thiết đoàn nện lên thân thuyền, nhanh chóng rút đi, để lại 5 lỗ trống, nước rót vào. Âm thanh gì, nàng đang làm gì, bắt lấy nàng, mau bắn tên. Mũi tên như mưa đen rơi xuống, nữ tử như dẫm trên đất bằng, nhẹ nhàng tránh thoát. Áo bào theo gió rơi xuống, lộ ra áo giáp đen bên trong. Nàng đứng trên đầu thuyền, nhìn thuyền lớn nghiêng dần, cười mỉa mai. Ta không biết chữ, không biết thúc thủ chịu trói. Nàng nhìn Mã Khách tức giận, lời phách lối. Ngươi nên biết điều, quỳ xuống dập đầu, có lẽ ta sẽ tha mạng. Mã Khách ngây người, sau nửa ngày, giận dữ. Ngươi không phải Mộc Hồng Cẩm, ngươi phế vật, cần gì vương nữ điện hạ xuất thủ. Hỏa Yến cười. Vương nữ điện hạ yên trong vương phủ, ngươi ta một cái đánh ba. Mã Khách rút trường đao. Ngươi tìm cái chết. Nhưng hắn vừa nói xong, thuyền dưới chân chìm xuống. Hỏa Yến dùng roi đập qua thuyền, tạo ra loạt lỗ trống. Nước sông rót vào, thuyền bất ổn, binh lính Ô Thác ngã trái ngã phải. thuyền lớn dần chìm. Nhanh lên thuyền bên cạnh. Hỗn loạn, có người nói. Không được, thuyền liên kết, phải chém móc sắt. Móc sắt trầm và vững chắc, không phải một hai cái chém đứt. Binh lính Ô Thác che chở Mã Khách lên thuyền khác, còn lại bị thuyền chìm kéo, chém móc sắt. Xoạt, một tiếng, móc sắt đứt, chém rơi vào nước, mang theo thuyền lỗ thủng chìm dần. Một số binh Ô Thác chưa kịp thoát rơi xuống nước, không ai cũng biết bơi, trên mặt nước kêu khóc, hỗn loạn. Mã Khách giận dữ, nhìn Hỏa Yến trốn xa. Đuổi theo. Mã Khách hô to. Bắt lấy nàng, ta muốn lột da nàng. Bị nữ tử trêu đùa trước mặt, vô cùng nhục nhã, không cam tâm. Hỏa Yến đưa tay kéo Mộc Di lên. Mau lên thuyền. Mộc Di lên thuyền, hiểu giờ không thể dở dang, bắt đầu mái chèo. Hỏa Yến thực sự mạnh mẽ, chỉ một mình đập lật thuyền, không phải thuyền nhỏ, khiến người kinh ngạc. Nàng nghiêng đạp thuyền lớn, một tay roi vung nước chảy mây trôi, Ô Thác chưa kịp phản ứng, đã làm theo ý nàng. Mộc Di bội phục, lại cảm thấy kích động, nói. Hỏa cô nương, chúng ta có thể đập lật hết thuyền bọn họ. Không thể. Hỏa Yến trả lời nhanh. Giờ nguy cấp, không có thiết hổ chảo. Vậy tại sao, không làm nhiều một chút? Mộc Di nói hơi quá đáng. Hỏa Yến không tức giận, giải thích. Làm nhiều cũng vô dụng, họ không có lực như ta, dù có, chưa chắc đập chính xác. Nàng luyện chiến nhiều, binh khí quan trọng, nhưng quan trọng hơn là người dùng. Hơn nữa, cách này dùng một lần, Ô Thác chuẩn bị, có cung thủ, chưa kịp tới gần đá bắn tên. Một roi kéo dài thời gian, càng lâu, cơ hội thắng càng lớn. Mãi kéo dài, gió thực sẽ đến sao? Mộc Di nhìn trời, trời trong, lòng người mờ mịt, khó tin. Sư phụ nói có gió, sẽ có gió. Hỏa Yến ánh mắt kiên định. Nếu không có gió, biến mình thành đông phong, không ngừng chiến đấu. Nàng nói. Đưa thuyền đến nơi mai phục. Quân Tế Dương đuổi theo tàu chiến Ô Thác, nhìn thấy cảnh tượng. Mọi người thấy Hỏa Yến dùng roi đập thuyền, khâm phục. Khí lực cùng thân thủ cũng là thứ nhì, nhưng nắm vững thời gian, phán đoán chính xác. Ô Thác mũi tên như mưa, nhưng không dao động mục tiêu. Thuyền đập, dẫn Ô Thác luống cuống chặt móc sắt, chết đuối Ô Thác, khí giảm, quân Tế Dương thống khoái. Tiêu Giác thấp giọng nói. Còn nghĩ tới một chỗ. Hắn phân phó phó binh. Đem dương ra. Dương lên thuyền trước, rất nặng, mở ra, thấy trong dương đầy roi, như hổ chảo. Không có roi, là lợi khí đeo cổ tay. Phủ nước 20 tinh binh ra hàng. Tiêu Giác nói. 20 tinh binh đứng dậy. Tiêu Giác bình tĩnh. Cầm thiết chảo, vào nước. Xa xa thuyền lớn đuổi theo Hỏa Yến thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ chỉ hai người chèo, không thể so với thuyền lớn, Hỏa Yến sẽ bị đuổi kịp. 2 vạn đối 15 vạn, tình huống 10 phần miễn cưỡng. Hắn biết trận này khó thắng, trời chưa chắc giúp, mọi thứ chuẩn bị vạn toàn. Dương thiết chảo là ám thủ, nhưng không ngờ, nghĩ giống Hỏa Yến, chỉ là nàng ngoài sáng, hắn trong tối. Đập thuyền, hắn nói. Tiếng đàn cùng nơi xa mặt sông tiếng chém giết, tạo thành so sánh rõ ràng. Ngày xuân cùng chiến trường, hai sự việc không liên quan. Ánh nắng chiếu người áo trắng, sạch sẽ, như thiếu niên bạch y. Một giọt máu nhỏ giọt trước mặt dây đàn phát ra thanh âm cực nhẹ. Tiếng đàn trở nên bi thương. Chỗ rừng sâu truyền tiếng kêu, Ô Thác càng ngày càng nhiều, nghiền nát hoa nhỏ, không thể tiếp tục, vô hình bị ngăn lại. Nhạc xuân ngày đẹp, mai phục khắp nơi. Liễu Bất Phong máu tươi càng nhiều, tiếng đàn càng nhanh. Quá nhiều người, hắn trận pháp không ngăn được, đã miễn cưỡng. Trước đó vết thương cũ đau, Liễu Bất Phong rõ ràng, cầm cự không lâu. Nhưng hắn muốn ngăn chỗ này, cản thêm một khắc, Thôi Việt Chi kiên trì một khắc, giết thêm một Ô Thác, Thôi Việt Chi thêm thời gian. Dân chúng Tế Dương thêm một khắc an toàn, nàng cũng vậy. Hoa đào đẹp, nở chưa nở. Một đời, chỉ có đóa hoa đào, không thể nhìn nở đến cuối, che chở thêm chút thời gian, cũng tốt. Chanh. Một tiếng, dây đàn chịu không nổi, đột nhiên đứt. Tiếng đàn im bặt, Liễu Bất Phong phun máu tươi. Máu rơi vào dây đàn, một chút văng lên mặt đất. Như hoa đào tháng 3, xinh đẹp đa tình. Không có tiếng đàn, chỗ rừng sâu tiếng bước chân tăng tốc, gần ngay trước mắt. Trận pháp phá, hắn chậm rãi đứng dậy. Kia là ai? Người nào? Làm sao chỉ có một người? Có mai phục. Phá trận, Ô Thác xông vào, vì mai phục mà sợ. Thấy Liễu Bất Phong một người phía trước, sợ mai phục, không ai dám tiến. Rằng có chốc lát, Ô Thác gan lớn, cười to. Bất quá một người, dù có mai phục, quân Tế Dương không còn mấy, giết hết. Sợ gì? Bạch y nam tử không nhúc nhích, áo bào sạch sẽ, năm đó tóc đen buộc bạch lụa, xuất trần thanh lãnh, giờ tóc bạc, làm người an tâm bóng lưng, chưa bao giờ thay đổi. Vĩnh viễn bảo hộ người muốn bảo vệ. Một tia gió nhẹ thổi qua, thổi tóc hắn, áo bào, ánh mắt, tạo tầng gợn sóng. Hắn đầu tiên ngơ ngẩn, sau đó cười. Ván cờ tử sinh cơ đến rồi. Hy vọng Tế Dương đến rồi. Gió nổi lên. Liễu Bất Phong chậm rãi rút trường kiếm bên hông. Chương 157, Hỏa công. Kênh đào trở nên náo nhiệt, trận chiến diễn ra ác liệt. Tiêu Giác ra lệnh cho 20 binh lính tinh nhuệ mang theo móng sắt lặn xuống nước, khoét thủng tàu chiến của Ô Thác. Dù tàu chiến của Ô Thác có hàng nghìn chiếc, việc khoét thủng toàn bộ là không thể, và dưới nước sức lực cũng khó phát huy. 10 người lập thành một nhóm, chọn 2 chiếc tàu quan trọng nhất để tấn công. Kết quả là, đội ngũ tàu chiến của Ô Thác bị xáo trộn, vội vã chém đứt móc sắt, chỉ có thể nhìn thuyền nhỏ của Hỏa Yến trốn thoát. Những kẻ hỗn đản này. Mã Khách tức giận, chộp lấy cung tiễn từ tay binh sĩ bên cạnh, bắn về phía các binh sĩ dưới nước. Tuy nhiên, 20 người được chọn đều là những tay lặn giỏi, linh hoạt tránh né. Lối đánh này khiến bước chân của binh lính Ô Thác bị xáo trộn. Các ngươi tiếp tục dùng xiên sắt. Mã Khách ra lệnh. Ta không tin bọn chúng có thể mãi mãi ẩn nấp dưới nước. Bắt lấy nữ nhân kia trước. Nữ nhân giả trang Mộc Hồng Cầm làm nhục Mã Khách nặng nề. Ô Thác nam tử rất coi trọng danh dự, nếu không bắt được nữ nhân này, hắn sẽ bị bộ hạ chế giễu. Dù có thắng trận, khi trở lại Ô Thác thành, việc này cũng sẽ trở thành trò cười. Trừ phi bắt được nữ nhân này và tra tấn nàng, mới có thể giữ vững danh dự. Đuổi theo cho ta. Một luồng gió nhẹ thổi vào mặt, Hỏa Yến nhìn về phía Mộc Di, mắt Mộc Di tràn đầy kinh ngạc. Có gió. Dù chỉ là gió nhẹ, nhưng vẫn là một lợi thế cho họ. Phía sau tàu chiến đuổi không ngừng, Hỏa Yến trầm giọng. Đưa bọn họ vào vòng mai phục. Gió. Thuyền nhỏ như muốn bay khỏi mặt nước, cố gắng chạy xa, nhưng vẫn bị đội thuyền lớn đuổi kịp, trông thật đáng thương. Họ đang đi đâu? Một binh sĩ hỏi. Tiêu Giác nhìn hướng thuyền nhỏ đi, kênh đào bình tĩnh, nơi họ tiến đến có đá ngầm dưới nước. Thuyền nhỏ có thể tránh, nhưng thuyền lớn thì... Theo họ, phân tán binh lực của Ô Thác. Đô đốc, gió nổi lên. Tiêu Giác nói. Gió vẫn nhẹ nhàng, như tình nhân đùa giỡn. Mộc Di chèo thuyền, hỏi. Hỏa cô nương, có thể châm lửa chưa? Chưa đủ gió. Hỏa Yến đáp. Gió chưa đủ mạnh. Dù có đốt lửa, hàng nghìn tàu chiến của Ô Thác cũng không dễ dàng bị lửa lan nhanh. Vậy phải làm sao? Họ sắp đuổi kịp. Mộc Di lo lắng. Hỏa Yến quay đầu nhìn, nói. Ta sẽ ngăn chặn họ. Một mình ngươi sao? Để ta đi cùng. Không cần. Hỏa Yến vỗ vai. Ngươi dẫn thuyền này cùng các thuyền khác giữ vị trí, bảo vệ đội thuyền và bản thân. Mộc Di còn chưa kịp đáp, Hỏa Yến đã nhảy lên, lao về phía thuyền lớn của Mã Khách. Hỏa cô nương sao lại đi một mình? Binh sĩ ngạc nhiên. Tiêu Giác ra lệnh. Tấn công. Thuyền nhỏ va vào thuyền lớn, khiến thuyền lớn nghiêng ngả. Mã Khách tức giận, hét lên. Sao lại ám hồn bất tán thế này? Hắn cười lạnh. Chỉ với vài nghìn người mà muốn châu chấu đá xe, bản tướng sẽ tiến các ngươi một đoạn. Hắn vung đao, ra lệnh. Khai chiến. Hai bên lao vào nhau, dù quân số Tế Dương ít hơn, họ vẫn không sợ hãi. Hỏa Yến và Tiêu Giác dẫn đầu, cùng chiến đấu với binh lính Ô Thác. Hỏa Yến dùng roi móc sắt, đập thuyền lẫn người đều mạnh mẽ, một roi vung lên, đập ngã một người. Tuy nhiên, roi không phải đao kiếm, đâm vào một người, không thể thu về ngay, mà binh lính Ô Thác càng ngày càng đông. Hỏa Yến đá một người bay đi, nhưng kình phong sau lưng ập đến. Nàng né tránh, trường kiếm trong tay Tiêu Giác đỡ lấy mũi kiếm đối thủ, máu chảy ròng ròng. Cẩn thận! Tiêu Giác nhắc nhở. Đô đốc, cùng lên đi! Hỏa Yến nói, hai người dựa lưng vào nhau, một cầm kiếm, một cầm roi, toàn tâm toàn ý tin tưởng nhau. Dù chưa từng chiến đấu cùng nhau, họ phối hợp ăn ý, mỗi động tác đều tự nhiên, không cần nhắc nhở. Trong lúc đó, binh lính Ô Thác không thể tiếp cận họ. Phó Tổng binh nhìn cảnh tượng, thắc mắc. Hỏa cô nương này là ai? Sao lại lợi hại như vậy? Nàng không cần Tiêu Giác giúp đỡ, mà có thể cùng Tiêu Giác liên thủ, phối hợp thành thạo. Tướng quân, nữ nhân này thật lợi hại. Thần tín nói với Mã Khách, Tiêu Hoài cần lợi hại vì là phong vân tướng quân, còn nữ nhân này... Chưa từng nghe danh, tuổi còn trẻ, sao lại lợi hại thế? Đại ngụy nhân tài liên tục xuất hiện, không chỉ có Tiêu Hoài cần một người. Trong lúc đó, Mã Khách hối hận vì đã xin đi đánh Tế Dương. Hắn tưởng rằng Tế Dương quân yếu, dễ dàng đánh hạ, ai ngờ gặp Tiêu Giác và một nữ nhân khó đối phó. Hai người này liên thủ, thân thủ xuất sắc, binh lính Tế Dương quân cũng không yếu kém. Mặc dù quân số Tế Dương thiếu hơn phân nửa, đối với 15 vạn đại quân của Ô Thác, vẫn không thể dễ dàng chiếm thành, ngược lại còn bị thiệt hại không ít, vô cùng nhục nhã. Thêm người, tiếp tục tấn công. Mã Khách nghiến răng. Ta không tin, họ có thể đánh bại ta. Trên thuyền, cột buồm thẳng tắp, mang theo cờ hiệu lay động, gió nổi lên, giống như chim bay. Gió nổi lên. Hỏa Yến vui mừng. Đô đốc, gió nổi lên thật rồi. Không phải gió nhẹ, mà là gió Đông Nam mạnh mẽ. Là gió Đông Nam. Hỏa Yến mỉm cười. Là gió Đông Nam, đô đốc. Tiêu Giác nói. Có thể dẫn quân vào cuộc. Hỏa Yến nhảy lên. Đi. Hai người họ thoát khỏi vòng vây, nhảy lên thuyền nhỏ của Tế Dương quân. Thuyền nhỏ trèo mạnh, như muốn mang họ đi xa. Muốn chạy. Mã Khách cười lạnh, ra lệnh. Đuổi theo, bắt lấy đầu của hai người này. Giờ phút này, Tế Dương quân số lượng giảm mạnh, nhưng Tiêu Hoài Cần và nữ nhân kia vẫn chiến đấu dũng mãnh. Mã Khách nghi ngờ liệu Tiêu Hoài Cần có bỏ binh đào tẩu, nhưng nhanh chóng bị niềm vui chiến thắng lấn át. Hắn quyết tâm đuổi tận giết tuyệt, không cho đối thủ cơ hội. Truy. Thuyền nhỏ chạy nhanh, kênh đào rộng lớn ẩn chứa nhiều đá ngầm không dễ thấy. Thuyền nhỏ tránh được, nhưng Ô Thác tàu chiến chưa chắc biết rõ. Hỏa Yến thả tín hiệu, Mộc Di dẫn đội thuyền tới gần. Hỏa Yến quay đầu nhìn tàu chiến Ô Thác càng ngày càng gần. Ngay lúc đó, gió cũng mạnh lên, cờ hiệu bay phấp phới, lòng nàng tràn ngập vui sướng. Châm lửa chưa? Hỏa Yến hỏi Tiêu Giác. Tiêu Giác cười. Châm. Hai người họ ra lệnh cho binh sĩ Tế Dương ngừng chèo, nhảy xuống nước. Phù 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 phù. Tiếng nước vang lên, binh lính Ô Thác ngạc nhiên. Họ nhảy xuống nước làm gì? Chuẩn bị xiên sắt, dù rơi xuống nước, cũng có thể đánh. Mã Khách âm u nói. Hỏa Yến mỉm cười, móc ra đá lửa từ ngực. Đưa các ngươi cái đại lễ, tiếp nhận. Một đường sao hỏa từ tay nàng bắn ra, rơi vào thuyền, cùng lúc đó tiếng nước vang lên khắp nơi. Sao hỏa rơi trúng dầu mỡ. Oanh! Một tiếng, thuyền nhỏ nổ tung, ánh lửa sáng rực. Tàu chiến Ô Thác nhanh chóng bị lửa bao phủ, gió thổi mạnh, ngọn lửa lan nhanh khắp tàu chiến Ô Thác. Tiếng động từ kênh đào truyền đến Tế Dương thành. Lâm Song Hạc từ hậu viện Thôi phủ đi ra, nhìn về phía xa, lẩm bẩm. Đó là tiếng gì? Bên cạnh Trung Phúc cũng lắng nghe, không biết trả lời. Một lát sau, Trung Phúc hỏi. Lâm công tử, ngài thực phải ở lại đây sao? Trung Phúc biết rõ thân phận thật của Lâm Song Hạc, không phải chỉ là quản gia bình thường. Trong phủ còn nhiều tỷ tỷ muội muội, ta đi sao được? Ai bảo vệ các nàng? Lâm Song Hạc cười, Trung Phúc im lặng, nói như hắn rất lợi hại. Các phu nhân Thôi Trung Kỵ còn ở đây, ta sao có thể bỏ đi? Ta là nam nhân, đương nhiên phải bảo vệ các cô nương. Nhị Di nương nhìn qua cửa sổ, nói. Lâm công tử nhìn yếu đuối, không ngờ lại nam tính như vậy. Đến lúc nào rồi, còn nghĩ chuyện đó. Vệ Di nương trừng mắt. Ta chỉ nói chơi, tỷ làm gì kích động. Không biết hôm nay có qua được không, để ta mơ một lát. Phi phi phi. Tứ Di nương nói. Lão gia nhất định đánh bại Ô Thác, chúng ta sẽ sống qua hôm nay, còn sống rất dài. Lão gia nói Kiều công tử là phong vân tướng quân, chúng ta sẽ thắng, đừng lo lắng. Nàng nói nhanh, tựa như tự an ủi. Tam Di nương khóc, nước mắt rơi. Phong vân tướng quân sao? Chúng ta nhiều năm không đánh trận, binh sĩ còn không đông, hắn không phải thần tiên. Ta không muốn chết, lão gia chưa sủng ái ta bao lâu, ta sợ. Đừng khóc. Vệ Di nương quát, nhưng vẫn đưa khăn cho Tam Di nương, dịu giọng. Sợ gì, chúng ta là người của Trung Kỳ phủ, không có lão gia bảo vệ, chúng ta khóc cũng vô ích. Dù là thiếp, là nữ nhân, cũng phải có khí tiết, không sợ chết. Nếu thắng, lão gia trở về, chúng ta chúc mừng, nấu súp khao hắn. Nếu bại, lão gia không về, chúng ta không sống dưới tay Ô Thác, tự vẫn. Chúng ta cùng chết, không sợ. Nhị Di nương cười, mắt có nước, nắm tay Tam Di nương. Đúng thế, chúng ta cùng nhau, không sợ. Tam Di nương không nói, Tứ Di nương nhìn ra ngoài. Gió nổi lên. Mộc Hồng Cầm nhìn ra cửa sổ. Ban đầu gió nhẹ, sau đó lớn dần, thổi cây liễu ngã trái ngã phải, hồ nước gợn sóng. Trong vương phủ, chỉ còn vài người theo hầu. Người đi được đã rời đi, theo dân chúng rút lui, không ai muốn chết vô ích. Tiếng gì vừa rồi? Nàng hỏi thị nữ lắc đầu. Ngươi làm sao biết? Tiếng vang lớn, kinh tâm động phách, từ kênh đào truyền đến. Thông tin cho biết Ô Thác binh và Tế Dương quân giao chiến trên mặt nước, Ô Thác binh chưa lên bờ vào thành, nhưng Tế Dương quân tổn thất hơn phân nửa. Thế không cân bằng, Tiêu Hoài Cần gặp khó. Mộc Hồng Cầm hận mình vô năng, không thể điều binh khiển tướng, đành ngồi đây chờ kết cục. Thành thất thủ, nàng theo chết, thành tồn, nàng sống sót. Gió thổi, chiếc gương trên tọa đổ, rơi xuống đất. Mộc Hồng Cầm giật mình, nhặt lên, gương đã nứt từ trước, lần này vết nứt lan rộng, nàng chạm vào, gương vỡ. Mảnh vỡ rơi trên thảm, như rơi vào ký ức sâu thẳm. Nàng đau xót, nước mắt chảy ròng. Trong rừng sâu, Bạch Y kiếm khách bị hàng trăm người Ô Thác bao vây. Trường kiếm trong tay, máu chảy, áo trắng nhuốm máu, không rõ là của mình hay người khác. Lên cho ta. Người Ô Thác lao tới, người này kiếm thuật quá giỏi, một chọi 10 vẫn không ngã. Nhưng hắn đã thụ thương nhiều, cánh tay bị đao chém, trên đùi cũng chảy máu, nhưng dáng người nhẹ nhàng, như mây trên núi Tê Vân, khó nắm bắt. Như thần tiên hạ phàm, không chút hoang mang, mỉm cười. Nhưng anh hùng cũng có lúc không địch lại, Liễu Bất Phong bắt đầu mờ mắt, hành động khó khăn. Trận chiến hao phí nhiều tinh lực, bệnh cũ tái phát, giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà. Nhưng hắn cố gắng cầm cự, để Tế Dương thành thêm an toàn. Gió lớn dần, hắn cười, nhớ lại cô gái váy đỏ trêu chọc năm xưa. Một đao chém tới mặt, Liễu Bất Phong tránh, vật từ ngực rơi ra, hắn nắm lấy. Đó là vòng tay bạc, khắc hoa cúc, đã mòn theo năm tháng, vẫn còn ấm. Có người từng nói, đây là vòng tay duyệt tâm, đưa người trong lòng đeo, mãi mãi không rời. 17 tuổi Mộc Hồng Cầm năn nỉ. Liễu thiếu hiệp, nhanh đưa ta một cái. Hắn lạnh lùng. Nàng không phải người trong lòng ta. Nhưng khi cùng Ngọc Thư đồng hành về núi, tại Tê Vân Sơn, hắn mua vòng tay đó. Liễu Bất Phong không hiểu vì sao, cố gắng thuyết phục mình là để Mộc Hồng Cầm không nhàm chán. Nhưng nhiều năm trôi qua, không còn cơ hội đưa ra. Có lẽ hắn từng muốn cùng cô gái ấy, một đời một thế, hai chân song phi. Phốc phốc, một thanh trường đao đâm từ phía sau, xuyên qua ngực, như xé lòng hắn, để chính hắn nhìn thấy rõ, người trong lòng là ai. Người Ô Thác cười lớn. Đầu người này là của ta, quân công ai cũng không thể tranh. Tiếng cười vang lên, Liễu Bất Phong ngã xuống, trong tay vẫn nắm chặt vòng tay duyệt tâm, gió nhẹ nhàng vuốt ve trán hắn nằm ngửa, mất khí lực đứng dậy. Trong khoảnh khắc, như trở về năm xưa, lần đầu xuống núi. Năm đó thiếu niên cầm kiếm cưỡi ngựa, hào tình vạn trượng, sư huynh trêu chọc, dưới núi nữ nhân là hồ, đừng để hồng trần mê mắt. Hắn bĩu môi, vừa quay đầu, đã thấy cô gái váy đỏ dưới tàng cây, hoa đào rơi như mưa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 158, dưới nước. Từ kênh đào bốc lên những đám khói đen cuồn cuộn, cả khu vực bị bao phủ trong biển lửa. Người Ô Thác la hét thảm thiết và hoảng loạn, tiếng ra lệnh của Mã Khách lẫn vào trong hỗn loạn, cuối cùng tất cả đều bị thiêu cháy trên thuyền, phát ra tiếng lốp bốp như bị xé rách. Cơn gió đông đến chậm nhưng mạnh mẽ, như thể biết mình đến chậm, cơn gió thổi dữ dội không ngừng. Hàng ngàn chiếc tàu chiến của Ô Thác bị móc sắt gắn kết với nhau, không kịp thoát thân, trong chớp mắt bị nhấn chìm trong biển lửa. Một số ít người Ô Thác thông minh hơn, cách xa một chút, phải dùng hết sức lực để cắt đứt móc sắt nối liền nhau. Nhưng khói đặc cuồn cuộn làm mất phương hướng, xung quanh đều là đá ngầm, chỉ cần sơ suất một chút, đội thuyền sẽ bị lật. Trong khi đó, những chiếc thuyền nhỏ của quân Tế Dương lại phát huy ưu thế. Thuyền nhỏ linh hoạt, thông thạo đường thủy, dù không rõ phương hướng, nhưng người Tế Dương đều biết đường thủy, dễ dàng rời đi. Dù bị lửa ảnh hưởng, người Tế Dương biết bơi, lặn xuống nước, bơi vào bờ mà không bị thương tổn gì. Ngược lại, binh lính Ô Thác không may mắn như vậy. Trận hỏa công này, chỉ có số ít thoát được, nhưng sĩ khí đã sụp đổ, quân tâm rã rời, chưa đánh đã tan rã. Dưới mặt nước, Hỏa Yến cùng Tiêu Giác bơi về phía bờ. Khi ngọn đuốc được thắp lên, Tiêu Giác đã kéo nàng nhảy xuống nước, nước sông mùa xuân vẫn còn lạnh. Hỏa Yến biết bơi, nhưng khi nước tràn qua mắt mũi, toàn thân cô không tự chủ được mà cứng đờ. Nàng phảng phất về tới tại Hứa Gia, bị Hạ Huyền như người chết chìm tại trong hồ nước một khắc này. Cô như trở lại Hứa Gia, bị Hạ Huyền như dìm chết trong hồ nước. Mặt nước dần xa, cô bị giữ mãi dưới nước, không thể nhìn thấy ánh sáng. Ban đầu cô còn có thể cố gắng chống chọi, nhưng sau một lúc, cơ thể không thể chịu đựng nổi. Nỗi sợ hãi trong lòng, bóng đen còn lại từ quá khứ không dễ dàng quên đi. Cô dần tụt lại phía sau Tiêu Giác. Tiêu Giác phía trước nhận ra, thấy Hỏa Yến tụt lại, khuôn mặt cô đầy đau đớn, anh không khỏi dừng lại. Hỏa Yến chưa bao giờ nói với Tiêu Giác về việc có thể hay không bơi, nhưng chắc chắn cô biết bơi, nếu không khi nhảy xuống thuyền cũng không thể chống chọi đến đây. Nhưng có lẽ cô sợ nước. Đây cũng là có khả năng, thí dụ như lúc trước bị lửa cháy qua người, về sau trông thấy hỏa liền tránh né. Có thể là như vậy, giống như người từng bị lửa thiêu, sau này thấy lửa liền tránh. Người bị thương khi ngã ngựa, sau này không dám cưỡi ngựa nữa, dù trước đó là cao thủ. Hỏa Yến biết bơi nhưng lại sợ nước, cũng giống như những người đó. Anh vừa nghĩ tới đây, đã thấy Hỏa Yến nhắm mắt, sắc mặt không bình thường. Tiêu Giác hơi nhíu mày, hơi thở cũng không đều. Tiếp tục thế này cô sẽ ngạt thở. Anh quay lại bên Hỏa Yến, đặt tay lên vai cô, cố gắng đánh thức cô, nhưng Hỏa Yến dường như đã mất hết cảm giác, không phản ứng gì. Khuôn mặt cô đầy đau đớn, không biết đang nghĩ gì, dù dưới nước cũng thấy rõ sự căng thẳng. Tiêu Giác nhìn lại, thấy bờ còn xa, tiếp tục thế này cô sẽ chết. Khuôn mặt cô gần ngay trước mắt, dưới nước, tóc dài đã tản ra, vết bẩn trên mặt bị rửa sạch, khiến ngũ quan cô trong suốt như pha lê dễ vỡ, như thể tan biến dưới nước. Tiêu Giác quyết định, hít sâu, đặt tay lên vai cô, cúi người hôn lên. Hơi thở từ môi anh truyền qua, cảm giác ngạt thở giảm bớt. Hỏa Yến cảm thấy ai đó đang nâng cô lên, mơ màng mở mắt, thấy khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt. Là mơ sao? Hỏa Yến nghĩ, trong tình huống nguy hiểm này, làm sao cô lại mơ một giấc mơ tình yêu? Đối tượng mơ lại rất tuấn tú, nhưng nơi mơ lại là dưới nước, thật tiếc. Cô không nhớ thêm gì nữa. Khí lạnh từ mặt lan ra, Hỏa Yến ho khan, phun ra một ngụm nước, rồi ngồi dậy. Bên cạnh cô là Mộc Di, thấy cô tỉnh lại liền thở phào, nói. Hỏa cô nương, cuối cùng ngươi đã tỉnh. Đây là bên bờ, từ xa kênh đào vẫn đầy khói và lửa. Cô nhớ mình đã nhảy xuống nước cùng Tiêu Giác, quay đầu nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tiêu Giác, liền hỏi. Đô đốc đâu, tại sao ta lại ở đây? Vừa lên bờ, ta thấy đô đốc ôm ngươi đi ra. Hỏa cô nương, ngươi nhìn như ngất đi, đô đốc bảo ta chăm sóc ngươi, rồi tự đi. Bên bờ có nhiều người ô thác, quân tế dương không đủ, Hỏa cô nương, ngươi nghỉ ngơi ở đây, ta đi giúp đỡ. Không cần. Hỏa Yến tiện tay rút một đoạn vải từ trong áo, búi tóc lên cao, đứng dậy. Ta đi cùng ngươi. Bên trong miệng hồ lô, lúc này cũng đang diễn ra một trận kịch chiến. Trước đó, Liễu Bất Phong dùng trận pháp khốn trụ một nhóm người ô thác. Sau khi phá trận, người ô thác lại kịch chiến với Liễu Bất Phong, làm tổn hại sĩ khí, liều lĩnh tham công. Đến miệng hồ lô, họ bất an, không phát hiện nguy cơ trong bóng tối. Thôi Việt Chi mai phục trong bóng tối với cung tiễn thủ, bắn tên khiến người ô thác không kịp trở tay. Lúc này, người ô thác còn lại không nhiều, hỗn chiến với 5.000 quân Tế Dương do Thôi Việt Chi bố trí. Không biết tình hình trên sông thế nào. Thôi Việt Chi đang nghĩ, bỗng nhiên có người đến, cao giọng nói. Trung kỳ đại nhân, gió đông lên, tiêu đô đốc đá thiêu cháy tàu chiến ô thác, giờ họ đang loạn, quân lính tàn giá. Thật sao? Thôi Việt Chi mừng rỡ. Trời phù hộ Tế Dương ta. Người ô thác nghe vậy, lập tức loạn. Một mặt phân phó binh sĩ không tin kẻ thù quấy nhiễu quân tâm, một mặt không thể không suy nghĩ lung tung. Họ được lệnh đi đầu lên bờ, quân đội theo sau, nhưng vừa lên bờ đã gặp Bạch Y kiếm khách, bị trận pháp giữ lại một lúc lâu. Đã lâu như vậy rồi, quân đội phía sau lẽ ra phải đến, tại sao đến giờ vẫn không có động tĩnh? Thừa thắng xông lên, nhưng 2 lần suy nghĩ, 3 lần kiệt sức. Thôi Việt Chi càng chiến càng hăng, binh lính ô thác liên tục bại lui. Các huynh đệ, Thôi Việt Chi quát, theo ta chiến. Trên bờ sông, những binh lính ô thác thoát khỏi biển lửa và quân Tế Dương chiến đấu kịch liệt. Khi Hỏa Yến chạy đến, xung quanh toàn là âm thanh đao kiếm giao đấu. Nơi này không có Thôi Việt Chi, những người cùng Hỏa Yến phóng hỏa trước đó đều tự nguyện theo sự lãnh đạo của cô. Quân số của ô thác không còn lợi thế, ít nhất hiện tại không chênh lệch quá nhiều. Hỏa Yến nói, trận hỏa đó đã chôn vùi phần lớn người ô thác, số còn lại tuy nhiều hơn Tế Dương, nhưng không quá đáng kể. Hơn nữa, quân tâm họ giờ đã tan rã, có thể nhân cơ hội này quét sạch họ. Hỏa Yến nắm chặt roi. Đi thôi. Bên cạnh thuyền, cô nhìn thấy Tiêu Giác bị vây quanh bởi người ô thác. Đây là những thân tín của Mã Khách, có vẻ như khi phóng hỏa, Mã Khách không thể thoát ra. Những người thân tín này không thấy chủ nhân, biết trở về cũng chết, liền nhắm vào Tiêu Giác, muốn kéo anh theo. nếu có thể giết Tiêu Giác, họ sẽ được lập công chuộc tội. Người Ô Thác dày đặc, liên tục tấn công Tiêu Giác. Hỏa Yến lao tới đám người, mỗi roi quật ngã một người, rồi đá bay một người khác, lùi về bên Tiêu Giác. Tiêu Giác hơi ngạc nhiên, hỏi. Sao ngươi lại đến đây? Ta đương nhiên phải đến. Hỏa Yến nói. Đã nói cùng tiến cùng lui, ta còn trông cậy vào lần này lập công, đô đốc đưa ta ra ngoài triều đình, ban thưởng chức quan gì đó. Tiêu Giác cười nhạt. Mơ đẹp quá. Hỏa Yến chậm rãi đặt roi trước người. Mơ mà không đẹp thì chẳng phải là quá thiệt thòi. Rồi lao vào đám người. Những người Ô Thác này rất xảo trá và hung ác, chỉ tập trung tấn công Tiêu Giác và Hỏa Yến, như muốn liều mạng. Quân Tế Dương còn lại hòa lẫn với người Ô Thác, không thể tiếp cận. Hỏa Yến cảm thấy buồn bực, quân số Tế Dương quá ít. Lúc này, người Ô Thác không phải đang chiến đấu, mà chỉ tập trung giết Tiêu Giác và cô. Phải giải quyết mấy tên đầu lĩnh trước. Cô nói thầm. Cô đang nghĩ, đã thấy đám người Ô Thác đột nhiên tăng cường độ tấn công. Theo lý, họ đã giết người, cô cũng đã làm họ tổn thất nặng, không thể xem nhẹ cô, nhưng tình thế này lại nhắm vào Tiêu Giác một mình. Họ muốn làm gì? Hỏa Yến cảnh giác, cô vô ý lùi lại, muốn nhắc nhở Tiêu Giác, nhưng vừa quay lại, chỉ nghe tiếng. Oanh long! Chiếc thuyền nhỏ của quân Tế Dương gần bờ, rồi Tiêu Giác, rồi người Ô Thác, nổ tung thành một tiếng vang lớn, giống như chiếc thuyền hỏa trong sông vừa rồi. Hỏa Yến cũng bị nổ bay lên bờ, lập tức đứng dậy, nhìn xa, trong đầu vang lên tiếng. Ông! Hô lên! Tiêu Giác! Mảnh vỡ thuyền nổ tung khắp nơi, mặt nước bắn lên dữ dội. Có người kéo tay cô lui lại, là Mộc Di. Mộc Di nói. Đây là thuốc nổ, nghe nói người Ô Thác có người biết làm thuốc nổ, nhưng rất ít. Không ngờ hôm nay họ mang theo, chắc chắn là nhắm vào Tiêu đô đốc. Hỏa Yến cũng nghe nói, nhưng thuốc nổ rất khó làm, tốn nhiều bạc, làm được 10 cái cũng không chắc dùng được. Phủ Việt quân năm đó có hạn, nên từ bỏ. Người Ô Thác không có nhiều thuốc nổ, nếu không đã ném 10 quả ngay từ đầu. Chắc chắn họ nhắm vào Tiêu Giác để cùng chết. Đáng giận. Cô cắn răng, quay người chạy về hướng chiếc thuyền vừa nổ. Hòa cô nương. Mộc Di giữ chặt cô, vội la lên. Xung quanh còn sót lại mảnh vỡ thuốc nổ, có thể nổ lần nữa, giờ đi rất nguy hiểm. Hỏa Yến hất tay hắn ra, Mộc Di định khuyên tiếp, nhưng thấy rõ sắc mặt cô, liền dừng lại, nhẹ buông tay. Hỏa Yến quay người chạy xuống nước. Xung quanh người Ô Thác càng nhiều, chắn trước mặt Hỏa Yến, cô vung roi, cười lạnh, xoay người lao lên, thuận tay cướp hai thanh đao của người Ô Thác. Cầm đao đôi, không chút do dự, chém địch nhân gục xuống. Cô bị bó tay bó chân, không thể dùng kiếm lộ mặt, nhưng ít nhất có thể dùng đao. Nhưng thế này thì có ích lợi gì, nếu cô có thể đến sớm hơn. Sớm hơn, Hỏa Yến cảm thấy nghẹn ngào. Trên mặt nước không có gì, chỉ có mảnh vỡ thuyền, không thấy Tiêu Giác. Người đó, người đã kéo cô khỏi tuyệt cảnh, nhớ sinh nhật cô, làm mì trường thọ, đưa cô đi ngắm đom đóm. Trong mùa xuân trêu chọc nhưng cũng dung túng cô, làm sao có thể biến mất ở đây. Cô phải nhanh chóng đến chỗ mặt nước đó, nhanh chóng tìm Tiêu Giác. Lâm Song Hạc còn ở Tế Dương, nếu tìm thấy sớm, có lẽ còn cứu được. Trên đời này không có nhiều người tốt với cô, người tốt nhất này tuyệt đối không thể chết. Người Ô Thác quá vướng víu, Hỏa Yến lạnh lùng, đao trong tay múa, khiến người nhìn hoa mắt. Cô không ngừng tiến lên, chỉ lao về hướng vụ nổ. Mộc Di nhìn bóng dáng cô, cảm thấy giữa thiên địa vạn vật, không gì có thể cản trở cô. Tay cô thoăn thoắt như ưng, sắc bén như đao, hắn không biết nữ tử có thể như vậy. Người Ô Thác lao lên, lại bị Hỏa Yến lần lượt đẩy ra, cô cứ thế tiến lên không lùi, sau lưng chất đầy thi thể người Ô Thác, cuối cùng đến mặt nước. Tiêu Giác! Cô hô lên. Không ai trả lời. Tiêu Giác! Hỏa Yến cúi người, cố gắng vất gì đó trên mặt nước, nhưng khi tay nhấc lên, chỉ có nước chảy giữa các ngón tay, không còn gì. Rỗng tuếch, cô mờ mịt không thể phân biệt trong lòng đang khổ sở vì điều gì. Cảm giác này như ngày cô đột nhiên bị mù, như ngày cô bị hạ huyền như dìm dưới nước, mất đi thứ gì đó rất quan trọng, khó mà qua được. Tiêu Giác, cô lẩm bẩm. Đúng lúc này, từ sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói. Gọi gì vậy? Cô quay phát lại, thấy một thanh niên mặc giáp đen nhanh chân bước tới, đôi mắt lạnh như nước, dường như có ý cười nhẹ. Trên bờ đến sát mặt nước, đều là người Ô Thác cô vừa giận dữ giết chết. Thi thể nằm một bên, có thể thấy đao pháp tinh diệu và tàn nhẫn, đều chết chỉ với một đao. Thanh niên nhíu mày, ánh mắt rơi vào thanh đao trong tay cô đang nhỏ máu, một lát sau, nhìn cô cười nhạt. Hung ác vậy sao? Ngay sau đó, cô gái đột nhiên lao tới, nhào vào ngực anh, hai tay ôm chặt eo anh, mặt chôn trong ngực. Quân Tế Dương trên bờ đều ngây dại. Tiêu Giác cứng đờ, ánh mắt hơi bối rối. Ngươi! Ngay sau đó, anh im lặng, vì cảm thấy thân thể trong ngực mình run rẩy dữ dội. Cô trước đó nhảy xuống nước, suýt bị ngạt thở, áo ướt đẫm, giáp nặng nề, mặc trên người cô gái, làm cô trông yếu ớt. Tiêu Giác nhẫn nhịn, cuối cùng không chịu được, kéo mặt cô ra khỏi ngực mình. Ngươi làm gì, ta chưa chết mà. Anh nói nhạt. Hỏa Yến kinh ngạc nhìn anh, người này còn sống, sinh động, đang ở trước mặt. Nàng đột nhiên nước mắt chảy ròng. Chương 159, chớ để ý. Nữ hài nước mắt rơi xuống như giọt sương yếu ớt, trượt xuống nhanh chóng và nóng rực. Nghĩ kỹ lại, Tiêu Giác nhận ra đây là lần đầu tiên thấy Hỏa Yến khóc. Anh sững người, trong lòng nghĩ, cuối cùng thì cô gái này, dù thường ngày mạnh mẽ thế nào, trên chiến trường lần đầu tiên với cảnh máu thịt văng tung tóe, vẫn có chút đáng sợ. Tuy nhiên, lần trước khi nàng đối chiến với Nhật Đạt Mộc Tử, phản ứng của nàng không kịch liệt như lần này. Nghĩ vậy, Tiêu Giác cau mày, giọng nói chậm lại để an ủi. Không sao đâu, đừng khóc. Anh nhìn quanh, thấy lính của Ô Thác chỉ còn lại những tàn binh đang vật lộn, còn người của Thôi Việt Chi đã đến nơi, không còn gì đáng lo ngại. Đô đốc! Phi Nô chạy tới, nhìn Hỏa Yến, cũng bất ngờ. Ngươi còn muốn đứng đây khóc bao lâu? Tiêu Giác đau đầu, Hỏa Yến nhanh chóng lau nước mắt, hiểu rằng vừa rồi mình đã mất bình tĩnh, dù bây giờ đại cục đã định, đây không phải lúc để u sầu. Nàng xoay người nói. À, chỉ là cát bay vào mắt, bây giờ không sao rồi, nhanh thu dọn đi. Giọng nàng vẫn còn nghẹn ngào, lý do này thật sự qua loa. Tiêu Giác không vạch trần nàng, nhưng khi nàng quay người nhấc đao lên, ánh mắt anh dừng lại, bất ngờ nắm lấy tay Hỏa Yến. Sao vậy? Hỏa Yến không hiểu quay đầu lại, Tiêu Giác không nói gì, chỉ nhìn về phía sau lưng nàng. Theo ánh mắt anh, Hỏa Yến nhìn xuống và thấy máu chảy từ eo, thấm vào nước sông, để lại một vết máu. Nàng ngơ ngác, đưa tay sờ lên eo, cảm giác đau mới bắt đầu trở lại. Có lẽ do xông vào binh lính của Ô Thác mà bị thương, nhưng nàng không phát hiện ra do đang lo tìm Tiêu Giác. Áo giáp nặng, che kín vết thương, nếu không có máu chảy xuống, thật khó mà nhận ra. Hỏa Yến cảm thấy đau nhưng không quá nghiêm trọng, đã trải qua vết thương còn đau hơn nhiều. Nàng chỉnh lại áo giáp, thản nhiên nói. Chỉ là vết cắt, lát nữa băng bó lại sẽ ổn thôi. Ngươi bây giờ đi tìm Lâm Song Hạc. Tiêu Giác nói. Nơi này không cần ngươi. Người của Ô Thác đã thua, Mã Khách đã chết, thuyền lớn trên sông đang bốc cháy, còn lại tàn binh Thôi Việt Chi có thể đối phó. Hỏa Yến không để tay dưới hành động, tự mình nghỉ ngơi, nhưng nói. Không cần, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Tiêu Giác sắc mặt lạnh lùng, cau mày nhìn nàng. Thật không cần. Hỏa Yến muốn rút tay ra, nhưng Tiêu Giác giữ chặt, không thể thoát. Anh nhìn nàng, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao, giọng nhạt. Ngươi không biết đau sao? Ngươi không cảm thấy đau, không kêu đau. Hỏa Yến nhận ra anh có chút tức giận, nàng trả lời vô thức. Không đau. Anh lướt qua một tia châm biếm, bình tĩnh nói. Ngươi là không đau, hay không dám đau? Ngươi cảm thấy không cần thiết, hay không cần? Nói xong, anh buông tay, quay người đi, không nhìn Hỏa Yến lần nữa. Đây là tính tình gì chứ? Hỏa Yến lẩm bẩm. Không ai dạy ta, cũng không ai dỗ dành ta. Nàng đi theo, chiến tranh kết thúc sớm hơn dự đoán. Từ lúc tàu chiến của Ô Thác vào kênh đào, đến khi tàn binh bị thanh lý, chỉ mất 2 ngày. Trong đó, có công lao của quân Tế Dương và Tiêu Giác, nhưng quan trọng nhất là trận gió đông. Nếu gió thổi trễ hoặc ngắn hơn, kết quả không như vậy. Gió đông thổi lửa không ngừng, đốt cháy mấy ngàn tàu chiến của Ô Thác, cùng mai táng tại sông vận chuyển ngoài thành Tế Dương. Dân Tế Dương quỳ lạy, nước mắt tràn rụa. Đa tạ thủy thần nương nương phù hộ, đa tạ phong vân tướng quân dụng binh như thần, đa tạ trời phù hộ Tế Dương, trời phù hộ đại ngụy. Ánh bình minh nhuộm mặt sông, biến nước sông đầy máu thành màu hồng kim, không biết là máu của liệt sĩ hay ánh sáng mặt trời, tráng lệ và bi thương. Bên bờ, quân Tế Dương dỡ khôi giáp, ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn mặt trời mọc, khuôn mặt đầy vết máu, như chút được gánh nặng. Tế Dương thành đã được bảo vệ. Trong Thôi phủ, Hỏa Yến ngồi trên giường, nhìn Lâm Song Hạc nấu thuốc. Lâm huynh, giao cho Thúy Kiều là được rồi. Hỏa Yến nói. Không cần làm phiền ngươi. Lâm Song Hạc ngồi bên lò, quạt nói. Tiểu nha đầu biết gì chứ, thuốc này người bình thường sắc không ra dược hiệu. Ta phải tự mình làm. Hòa muội muội, ngươi không biết trên người ngươi có vết thương lớn như vậy sao? Khó trách Hoài Cần tức giận, ngươi mà chết ở đây, người ta sẽ tự trách. Không có vết thương lớn, chỉ dài bằng bàn tay, không thương đến yếu hại. Hỏa Yến cảm thấy lời này hơi quá. Trong chiến đấu, đây là vết thương nhẹ. Ta từng bị trúng tên vào vai, vẫn tiếp tục đánh, vết thương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lâm Song Hạc nghe vậy, nhìn nàng cảm thán. Muội muội, khi nào ngươi mới nhớ ngươi là cô nương? Ta khám bệnh cho các tiểu thư khác, có khi người ta chỉ vì một cái bớt cũng muốn tìm cái chết. Vết thương của ngươi mà họ thấy, sẽ giật mình. Anh vén nắp bình thuốc, dược chấp sôi ủng ục, Lâm Song Hạc đậy nắp lại, cầm khăn tay nhấc bình thuốc lên, đặt lên bàn. Không nói đến tính mệnh, ngươi không thích trưng diện sao? Anh mang chén thuốc sạch, đổ dược chấp vào. Ngươi không sợ phu quân ghét bỏ. Đừng trách ta nói khó nghe, nhưng nữ hài tử phải quan tâm điều này. Hỏa Yến dựa vào sập, cười. Ta không có ý định thành thân. Tại sao? Lâm Song Hạc ngừng lại, nhìn nàng. Ngươi trẻ tuổi, không kém, tính tình ngay thẳng, không bệnh tật, sao không định thành thân? Thành thân không có ý nghĩa, chỉ quanh quẩn trong nhà, không bằng ở quân doanh. Ngươi ý tưởng này hơi đặc biệt. Lâm Song Hạc để chén thuốc nguội. Ngày sau gặp người ngươi thích, sẽ không nghĩ vậy. Dù gặp người thích, ta cũng không thành thân. Hỏa Yến nói. Lâm Song Hạc nghi ngờ. Ngươi có ý trung nhân? Không có. Dù nàng đáp nhanh, Lâm Song Hạc cảm thấy kỳ lạ. Hỏa Yến nói uể oải, như trải qua tổn thương tình cảm. Hỏa Yến ở Lương Châu Vệ, múa đao làm côn, sao có tổn thương tình cảm? Trong lòng anh run lên, chẳng lẽ thích Sở Tử Lan? Nhưng thân phận của Sở Tử Lan và Từ Phinh Đình khiến nàng biết không thể kết hôn, nên mới lòng như trong nguội. Nhưng Tiêu Giác sẽ làm gì? Lâm Song Hạc cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Hỏa Yến thấy anh ngẩn người, hỏi. Lâm huynh, ngươi có thấy sư phụ ta? Từ khi chiến tranh bắt đầu đến khi kết thúc, Hỏa Yến không thấy Liễu Bất Phong. Lâm Song Hạc nói. Buổi sáng sư phụ cùng Thôi Trung Kỵ đi, Thôi Trung Kỵ xử lý thương binh, chưa trở lại, sư phụ ở cùng hắn. Hỏa Yến gật đầu, nhưng lòng có chút bất an. Lâm Song Hạc lấy hộp thuốc, đưa cho Hỏa Yến. Đây là thuốc bí chế của nhà ta, dùng trên người, không hoàn toàn khôi phục nhưng cũng tốt hơn nhiều. Hỏa Yến đã được y nữ băng bó, nghe vậy, cầm xem, thấy hộp thuốc tròn viết. Trừ sẹo sinh cơ. Nhìn quen mắt, nghĩ kỹ, trước đó đi Lương Châu, Đinh Nhất Giao thủ bị thương, Trầm Mộ Tuyết đưa thuốc, cũng có hộp như vậy. Khi đó dùng rất hiệu quả, nhưng hộp nhỏ, không nhiều, dùng hết. Đây là bí chế của các ngươi? Hỏa Yến hỏi. Lâm Song Hạc tự hào. Là ta bí chế, có đắt không? Hỏa muội muội, ngươi sao dùng tiền để cân nhắc dược giá trị? Thuốc này không bán, nếu bán, ta giàu mấy đời. Tiền tài với ta như phù vân, thuốc này là ta làm cho Hoài Cẩn, hắn hay bị thương, Tiêu Như Bích đau lòng. Làm thuốc để Tiêu Như Bích không lo, lòng dễ chịu hơn. Hỏa Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác thật cẩn thận, nhưng nhớ rõ Trầm Mộ Tuyết đưa thuốc, hỏi Lâm Song Hạc. Ngươi không làm thuốc này cho người khác sao? Tỷ như cô nương khác, ý ngươi là gì? Lâm Song Hạc ngạc nhiên. Thuốc này nếu truyền ra, ta và cả nhà ta đều bị phiền. Ta chỉ làm cho Hoài Cẩn, làm không nhiều, chỉ có mấy hộp. Vì ngươi quan hệ tốt, ta mới cho ngươi một hộp. Đừng nói cho người khác, làm thuốc này tốn sức, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Hỏa Yến. Tốt, ngươi uống thuốc, uống xong nghỉ ngơi. Lâm Song Hạc hài lòng. Ta ra ngoài xem có gì giúp không? Lâm Song Hạc rời đi, Hỏa Yến nhìn hộp thuốc trong tay. Hộp thuốc tinh xảo, giữ trong lòng bàn tay. Tiêu Giác đưa cho nàng. Thương binh đã dàn xếp, chiến sĩ chết được ghi vào sổ. Quân Tế Dương vốn không nhiều, trận chiến này còn lại không mấy. Thôi Việt Chi thanh lý chiến trường, trên người vác nhiều vết thương, máu me đầy mặt, đầu quấn vải trắng qua loa. Xa thấy Tiêu Giác, Thôi Việt Chi vội nghênh đón. Tiêu đô đốc. Tiêu Giác trẻ hơn nhiều, nhưng Thôi Việt Chi không dám xem thường. Lần này nếu không có Tiêu Giác, 15 vạn ô thác binh, Tế Dương thành không giữ được. Có vận may, nhưng phần nhiều là nhờ Tiêu Giác, dùng lời của Hỏa Yến, đây là danh tướng. Không thua, không thể thắng có thể thắng. Ván cờ nát cũng chuyển bại thành thắng. Hỏa cô nương cũng rất lợi hại, nhưng nghe nói bị thương, được đưa về phủ nghỉ ngơi. Chiến trường đã thanh lý. Thôi Việt Chi nói. Chờ tính toán thương vong, có thể báo tình hình. Điện hạ sẽ viết tấu chương, báo cáo triều đình. Đô đốc cứu mạng Tế Dương, bách tính không quên. Tiêu Giác. Không cần cảm tạ, tạ ơn chính bọn hắn. Thôi Việt Chi cảm hoài, kể vai chiến đấu qua, với Tiêu Giác thêm vài phần thân thiết. Đang muốn nói, thuộc hạ tới, nhìn Tiêu Giác, thần sắc do dự. Chuyện gì? Thôi Việt Chi hỏi. Trung Kỳ đại nhân, chúng ta tìm được Liễu tiên sinh. Liễu Bất Phong từ khi khai chiến, không cùng họ. Thôi Việt Chi lo lắng. Ở đâu? Ngay miệng hồ lô phía trước. Thuộc hạ nói. Liễu tiên sinh. Thôi Việt Chi lòng dần chìm xuống, nhìn Tiêu Giác. Tiêu Giác trầm ngâm, bình tĩnh. Dẫn đường. Liễu Bất Phong chết tại trung ương trận pháp. Hắn chết thảm, trên người đầy vết thương, chí mạng là vết đao xuyên ngực. Trước khi chết, khóe miệng hắn cười, không oán hận, như thấy điều đẹp đẽ. Xung quanh có nhiều thi thể ô thác, Thôi Việt Chi nhìn hồi lâu, hỏi. Kỳ môn độn giáp. Tiêu Giác. Đúng. Thôi Việt Chi kính trọng, người biết kỳ môn độn giáp không nhiều. Liễu Bất Phong bày trận, giết nhiều ô thác, tranh thủ thời gian cho họ. Nếu không có Liễu Bất Phong, gió đến muộn, ô thác vào thành, hậu quả không chịu nổi. Liễu Bất Phong không nói ai, cản trước lâu như vậy, chết không ai biết. Kiếm rơi bên người, gãy nát, áo trắng nhuộm máu. Thôi Việt Chi lo lắng nhìn Tiêu Giác, Liễu Bất Phong là võ sư phó của Tiêu Giác, chết rồi, Tiêu Giác sẽ khổ sở. Tiêu Giác ngồi xổm, chỉnh y phục Liễu Bất Phong, lấy khăn lau máu trên mặt. Làm xong, anh nói. Dẫn hắn về. Hỏa Yến ở Thôi Phủ đến trạng vạng tối. 4 di nương của Thôi Việt Chi thay nhau thăm nàng, mang nhiều đồ ăn, dù Hỏa Yến thích ăn ngọt, nhiều quá cũng không ăn hết. Khó khăn đuổi di nương đi, bên ngoài có người báo. Lão gia đã về, đô đốc đã về. Hỏa Yến mừng rỡ, đi giày ra ngoài. Thôi Việt Chi và Tiêu Giác đã về, Liễu Bất Phong cũng về. Nhưng thấy Thôi Việt Chi bị 4 di nương bao vây, nhất là Tam di nương, ôm khóc tê tâm liệt phế. Thực sự là giỏi khóc. Hỏa Yến nghĩ, thấy Tiêu Giác vượt qua Thôi Việt Chi đi tới. Hắn chưa kịp cởi khôi giáp, phong trần mệt mỏi, Hỏa Yến không ghét bỏ, nghĩ, dung mạo không phải phàm nhân, vẫn đẹp. Tiêu Giác đến trước mặt, cau mày. Ai bảo ngươi ra, lúc đầu không có gì lớn. Hỏa Yến phủi tay. Lâm huynh cũng thấy các ngươi nhỏ chuyện. Đô đốc, ngươi có thấy sư phụ ta? Ta hỏi một vòng, không ai thấy hắn, giờ này, hắn nên về rồi. Tiêu Giác nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nhìn nàng. Ánh mắt lạnh lùng, lướt qua thương hại, thở dài im ắng, rơi vào lòng người. Hỏa Yến cười thu lại, nàng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Giác. Ngươi đi xem hắn. Hỏa Yến cứng lại, Liễu Bất Phong nằm trên giường, y phục đã được đổi, trừ sắc mặt tái nhợt, nhìn như đang ngủ. Như chỉ cần gọi, hắn sẽ dậy, mỉm cười. A, Hỏa. Hỏa Yến mắt đỏ, nàng suýt đứng không vững, nắm tay Liễu Bất Phong, tay hắn lạnh, không ấm như khi kéo nàng từ đống người chết. Trước đây hắn ngủ rất nhạt, động tĩnh là tỉnh, giờ gọi sư phụ, hắn không động. Hỏa Yến tay chạm vai hắn, nhẹ nhàng kéo y phục, thấy trên người đầy vết thương. Người ô thác thiệt hại lớn, trả thù gấp trăm lần. Liễu Bất Phong chống đỡ hết nổi, bị thương nhiều, thân thể hắn nát vụn, nhưng thần sắc bình tĩnh, như ngủ dưới cây, mơ đẹp. Hỏa Yến nhìn tay hắn, nắm chặt, nàng dùng sức, mở ngón tay, thấy vật giấu trong lòng bàn tay. Là một vòng tay bạc, làm thô giáp, như vật cũ, được giữ gìn, khắc hoa cúc. Đây là đồ hắn bảo vệ đến cuối cùng, không có con cái, chỉ thua một đồ đệ. Cuộc đời chỉ còn cầm, kiếm, vòng tay bạc, không lưu lại gì. Trống trải, Hỏa Yến nghẹn ngào không nói nên lời, gặp lại không nói được mấy câu, phải xa cách. Nàng nhịn nước mắt, khăn tay đặt trước mặt nàng. Muốn khóc thì khóc. Tiêu Giác. Ta ở ngoài, không ai vào. Giọng anh nhẹ, mang chút an ủi, không đợi Hỏa Yến nói, quay người ra cửa. Cửa đóng, phía sau truyền tiếng khóc, từ kiềm chế đến lớn dần, cuối cùng như trẻ con không được kẹo, gào khóc. Tiếng khóc đến vệ di nương, nàng đứng dậy, lo lắng. Ta nên đi xem không? Đừng, nhị di nương lắc đầu, nhìn thanh niên đứng chắp tay, đứng trước cửa, như thủ hộ giả. Khó qua lúc, không ai an ủi được, để chính họ giải quyết. Tiếng khóc không biết khi nào dừng. Hồi lâu, cửa mở, có người ra. Tiêu Giác nhìn lại, cô nương nước mắt đã lau sạch, trừ mắt hồng, nhìn không vấn đề. Ánh mắt yên tĩnh, cố nhẹ nhõm. Đô đốc, cảm ơn người thầy ta thủ vệ. Nàng nói, Tiêu Giác nhíu mày, Hỏa Yến nhìn lại. Nhìn ta làm gì, mặt ta có bẩn, khó coi, cái gì, ngươi lừa gạt người, rất khó coi. Ánh mắt lạnh lùng, giọng trầm. Ta nói rồi, muốn khóc có thể khóc, không muốn cười có thể cười. Tốt hơn ngươi giả vờ, rất khó coi. Lời này thật khó nghe. Hỏa Yến ngạc nhiên, rồi cười. Không phải giả vờ, chỉ là... chỉ có thể vậy thôi. Liễu Bất Phong đã chết, sự thật không thể thay đổi. Nàng có thể đau buồn, nhưng phải nhìn về phía trước. Không thể kể lể khổ sở, người sẽ chán ghét. Một số đau khổ, giữ trong lòng là được. Kể lể, người chán ghét, bản thân chạy không thoát. Hai đời kinh nghiệm, nói với mình, dù khó khăn, sẽ qua. Chỉ là... Ngươi biết không? Nàng thở dài. Người tốt với ta, không nhiều, đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ, mất một người. Chương 160, chuẩn bị lên đường. Liễu Bất Phong mới vừa được mang về, chưa kịp bàn bạc về việc an táng thì đã có người đến thông báo cho Tiêu Giác, vương nữ điện hạ đã phái người tìm được tung tích của Sài An Hỉ. Tiêu Giác lập tức cùng Lâm Song Hạc chạy đến vương phủ. Khi đến đại sảnh vương phủ, Mộc Hồng Cầm đang nói chuyện với thuộc hạ, thấy Tiêu Giác liền lắc đầu và nói: "Hắn không qua khỏi." Hai người vào phòng, thấy trên giường có một người đang nằm. Một mũi tên xuyên qua tim, máu đang rỉ ra, một người có dáng vẻ đại phu đang ấn vết thương cho hắn. Lâm Song Hạc bảo người đó ra ngoài, rồi ngồi xuống bên giường, bắt mạch và lắc đầu với Tiêu Giác. Không cứu được. Anh ta chỉ là một đại phu, không thể tranh mạng với Diêm Vương, phải xem may mắn. Bị thương nặng thế này, không thể sống sót. Lâm Song Hạc lấy từ ngực ra một lọ thuốc, đổ ra một viên và cho Sài An Hỉ uống. Chẳng bao lâu, người trên giường từ từ mở mắt. Lâm Song Hạc đứng dậy. Không còn nhiều thời gian, nếu có gì muốn hỏi, nhanh chóng hỏi, chỉ có thể giữ được một hơi. Anh ta vỗ vai Tiêu Giác và ra ngoài. Sài An Hỉ lờ mờ ngẩng đầu, khi thấy mặt Tiêu Giác, đôi mắt ảm đạm bỗng lóe sáng, thở dốc. Nhị công tử. Tiêu Giác lạnh lùng nhìn hắn. Nhị công tử. Sài An Hỉ có chút kích động, nhưng vừa nói liền phun ra một ngụm máu, hỏi. Ngày sao lại ở đây? Ta đến tìm ngươi. Tiêu Giác ngồi xuống ghế trước giường, giọng bình tĩnh. 5 năm rồi, giờ ta muốn biết, trận chiến ở Minh Thủy năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sài An Hỉ sững sờ, một lúc lâu không nói gì. Thực ra khi còn thiếu niên, Tiêu Giác thường gặp Sài An Hỉ. Sài An Hỉ là phó binh dưới trướng Tiêu Trọng Vũ, tuy thân thủ không xuất sắc nhưng tính tình trung thực, giống như con gấu đen, thân hình không khác Trầm Hãn. Thiếu niên Tiêu Giác thỉnh thoảng gặp Sài An Hỉ làm việc tại phủ, luôn thấy hắn cười chất phác và gọi. Nhị công tử. Nhưng giờ đây, Sài An Hỉ nằm trên giường khác xa trong trí nhớ Tiêu Giác. Sài An Hỉ và Tiêu Trọng Vũ tuổi tương đương, giờ đáng ra đang ở độ tráng niên, nhưng hắn trông như lão nhân, tóc bạc nhiều, mặt có vết bỏng. Dáng người khô quắt, nhỏ bé, như một đứa trẻ không phát triển. Ánh mắt nhìn Tiêu Giác đầy phức tạp, có hối hận, đau khổ, và điều gì khác. Hắn cười khổ. Nhị công tử, thực ra ngươi đều biết. Tiêu Giác im lặng. Tướng quân bị hại chết, trong đó, có cả ta. Tiêu Giác bất ngờ nhìn lên, tay nắm chặt thành quyền. Ngươi biết. Sài An Hỉ gian nan nói. Tướng quân bất mãn với quyền lực của Từ Tương, nhưng bệ hạ lại tin tưởng Từ Tương. Tướng quân cảnh báo bệ hạ đề phòng Từ Tương sinh dã tâm, khiến Từ Tương thù hận. Thái tử hiện tại bạo ngược nhu nhược, cùng Từ Tương cấu kết, từ lâu không ưa tướng quân, nhưng lại sợ binh quyền của tướng quân. Họ muốn vu cáo nhưng không tìm được chứng cứ. Thái tử và Từ Tương liên thủ với người Nam Man, dẫn đến trận chiến Minh Thủy, có nội gian trong quân, tướng quân bị tấn công từ hai phía và tử trận. Tiêu Giác hỏi. Nội gian chỉ có ngươi sao? Sài An Hỉ đau khổ. Thật xin lỗi, nhị công tử. Thật xin lỗi, bọn họ bắt mẹ ta uy hiếp, mẹ ta đã 70 tuổi, ta phải đồng ý. Ta đã đưa cho họ bản vẽ bố trí của tướng quân. Không chỉ mình ta, trong quân, cả thân tín của tướng quân cũng có kẻ phản bội, bị bức bách bởi vợ con già trẻ. Ta khi đó ngu muội, đã đồng ý. Vì sao ngươi về sau đi Tế Dương? Từ Tương không tha kẻ nói ra chân tướng. Những kẻ phản bội đều bị giết trong trận chiến Minh Thủy. Ta may mắn trốn thoát, định mang mẹ đi trốn, nhưng mẹ đã chết bệnh. Từ Tương tìm kiếm ta khắp nơi, ta nghe tướng quân nói Tế Dương dễ ẩn náu nên dùng chút mưu kế trốn vào đó. Nhị công tử, nhiều năm qua, ta muốn đứng ra giải thích, nhưng Từ Tương ngày càng mạnh, dù có nói cũng không ai tin. Ta muốn tìm ngươi, nhưng vừa ra khỏi Tế Dương sẽ bị Từ Tương giết. Nên ta chờ đợi, biết rằng nếu ngươi còn sống sẽ tìm đến ta. Nước mắt hắn rơi. Ngươi tìm được ta, thật tốt. Nhị công tử, ngươi trưởng thành, nếu tướng quân còn sống, thấy ngươi bây giờ sẽ rất vui. Tiêu Giác nhìn nước mắt hắn, không chút động lòng, chỉ hỏi. Ai giết ngươi? Ta không biết. Sài An Hỉ lờ mờ. 20 ngày trước, có kẻ muốn giết ta ở Thúy Vi Các, đốt lửa ban đêm, ta chạy ra ngoài. Vết thương trên mặt là từ đó. Sau đó ta trốn, Đến khi Ô Thác đến Tế Dương, biết tin ngươi, muốn tìm ngươi nhưng bị truy sát giữa đường. Hắn không còn là lực sĩ dưới trướng Tiêu Trọng Vũ, nhiều năm qua, tuổi tác và thương tích khiến hắn dễ bị giết. Dù sao còn sống thấy Tiêu Giác, nhìn thanh niên đã trưởng thành, nói ra lời hối hận trong lòng. Ta, không có gì giúp được nhị công tử, chỉ muốn cầu an tâm. Ta nợ tướng quân, phu nhân, đại công tử và nhị công tử, nợ các huynh đệ, không thể trả hết. Hắn khóc cười lẫn lộn. Chờ xuống đất, ta sẽ đích thân tả tội với tướng quân. Hắn im bặt, mắt mở to nhưng đã mất ánh sáng. Hắn đã chết. Tiêu Giác ngồi lặng, mắt không chớp, một lát sau đứng dậy, ra khỏi phòng. Sài An Hỉ chết rồi, người cuối cùng biết chuyện Minh Thủy trận chiến cũng không còn. Không thể mang người chết về Sóc Kinh làm chứng, Sài An Hỉ cũng không để lại chứng cứ nào. Lần này, chỉ xác nhận suy đoán ban đầu của Tiêu Giác mà thôi. Mộc Hồng Cầm và Lâm Song Hạc chờ ngoài cửa, thấy Tiêu Giác ra, Mộc Hồng Cầm nói. Khi Ô Thác đến, tình thế phức tạp, ta không thể phái người tìm hắn. Sau khi kết thúc, có người tra tung tích Sài An Hỉ, thuộc hạ của ta tìm thấy hắn đang bị truy sát, cứu về thì đã trọng thương. Ta để đại phu tạm thời cầm máu. Mộc Hồng Cầm nhìn Tiêu Giác, hơi nhíu mày. Hắn chết sao? Tiêu Giác. Chết rồi. Nàng thở dài, không nói gì. Tìm lâu như vậy, cuối cùng người đã chết, thật đáng tiếc. Lâm Song Hạc hỏi. Hoài Cẩn, ngươi dự định thế nào? Tiêu Giác trầm mặc một hồi. Sài An Hỉ đã chết, chiến sự Tế Dương bình yên. Vài ngày nữa xuất phát hồi Lương Châu. Phải đi sao? Mộc Hồng Cầm có chút không muốn. Các ngươi ở đây chưa bao lâu, chờ tiểu lâu về rồi đi. Tiêu Giác. Có chuyện khác làm. Mộc Hồng Cầm không giữ lại, cười. Dù sao, lần này Tế Dương thành bảo toàn, nhờ Tiêu đô đốc. Ta sẽ viết tấu chương lên thiên thính, bệ hạ chắc chắn ngợi khen ban thưởng. Không cần. Tiêu Giác quay người, có chút không kiên nhẫn. Lâm Song Hạc gãi đầu, giải thích. Hoài Cẩn lúc này tâm tình không tốt, điện hạ đừng chấp. Mộc Hồng Cầm lắc đầu, dù sao vẫn biết ơn. Đúng rồi. Tiêu Giác bước chân ngừng lại, không quay đầu, giọng trầm xuống. Điện hạ có biết, Liễu tiên sinh không có ở đây. Mộc Hồng Cầm sắc mặt cứng đờ. Trong Thôi phủ, Sở Chiêu đang nấu trà trong lò nhỏ. Hắn thần sắc bình thản, động tác kiên nhẫn, Ứng Hương đưa khăn cho hắn, hắn nắm chuôi ấm, đặt ấm trà lên bàn. Sài An Hỉ không qua khỏi. Ứng Hương nói khẽ. Có thể tìm đến Tế Dương trốn 5 năm mới chết, Sài An Hỉ cũng coi là tài năng. Sở Chiêu cười. Nhưng tứ công tử, sao không giết hắn ngay, mà giữ lại để hắn gặp Tiêu đô đốc, nói ra chân tướng, chẳng phải bại lộ tướng ra. Coi như hắn không nói, Tiêu Hoài Cẩn cũng sớm đoán ra người giật dây. Nói ra chỉ làm hắn yên tâm hơn. Sài An Hỉ trước mặt hắn gục ngã, hắn càng hận tướng ra. Tiêu Hoài Cẩn uy hiếp càng lớn, tướng ra sẽ càng coi trọng ta. Không ai hiểu ngăn chặn đạo lý bằng tướng ra. Hơn nữa, đây là Tế Dương, không ai biết, chúng ta muốn làm gì cũng tùy ý. Hắn nói nhẹ nhàng. Giảm hay tăng một mồi lửa, đều tùy chúng ta. Ứng Hương gật đầu. Ta hiểu, tứ công tử, Sài An Hỉ đã chết, nhiệm vụ của ta cũng xong, chúng ta về Sóc Kinh sao? Không. Sở Chiêu nói. Ta có một việc tò mò, nên quyết định đi Lương Châu Vệ. Lương Châu Vệ. Ứng Hương kinh ngạc. Đó là địa bàn Tiêu đô đốc. Sở Chiêu và Tiêu Giác không hợp, ở đó Sở Chiêu không lợi. Vì vậy cướp người trên địa bàn Tiêu Hoài Cẩn, rất thú vị. Lá trà trong chén chìm nổi, hắn nhìn và khẽ cười. 2 ngày sau, chờ Liễu Bất Phong an táng xong, Hỏa Yến cùng Tiêu Giác và vài người xuất phát hồi Lương Châu Vệ. Lần này đến Tế Dương, có niềm vui và khổ đau. Tiếc nuối nhất là vừa gặp lại cố nhân đã phải vĩnh biệt. Hỏa Yến trầm mặc khác thường, trong phòng chậm rãi thu xếp hành lý. Thực ra hành lý không nhiều, Lâm Song Hạc mua cho nàng y phục nữ ở Tế Dương Tú La Phường, Hỏa Yến không mang về. Nàng là đại nam nhân, mang theo y phục nữ sẽ bị nhìn kỳ quái. Nàng để lại y phục và trang sức cho di nương của Thôi Việt Chi. Khi thu dọn, nhìn một chút, cũng không nỡ. Làm nữ tử lâu, giờ làm nam tử, không quen. Dưới gối đầu còn có một búp bê bột. Búp bê không còn màu sắc tươi sáng như lúc mới làm, bột cũng khô nứt. Hỏa Yến cầm lên, nhìn kỹ. Đây là khi đi lễ thủy thần, Tiêu Giác cùng nàng cưỡi thuyền đom đóm trên suối Lạc Huỳnh, thấy có người bán búp bê bột, mua một cái giống nàng. Tóc dài trước trán tết bím, rũ sau đầu, váy đỏ, giày đen nhỏ, cười nói vui vẻ. Một đã sớm biết, mua thứ này không thể mang về Lương Châu Vệ. Nhưng thực sự để lại đây, Hỏa Yến không nỡ. Như thể búp bê tồn tại là nơi ký ức tồn tại. Nếu để lại, như vứt bỏ ký ức Tế Dương. Nhưng ký ức đó, dù chua xót hay vui vẻ, nàng không muốn bỏ. Không muốn mang về. Tiêu Giác ngồi trước bàn, liếc nhìn. Hỏa Yến thở dài. Mang về sợ ở Lương Châu Vệ bị phát hiện, lộ chân tướng không tốt. Tiêu Giác nhếch miệng. Ngươi giỏi gạt người, sao không tìm cớ? Hỏa Yến nghĩ, ngoài chuyện giấu thân phận, từ kiếp trước đến kiếp này, nàng luôn cẩn thận. Ngàn dặm đê hủy bởi tổ kiến, một chút sơ suất có thể mất tất cả. Vẫn cẩn thận là hơn. Cẩn thận không thừa. Nàng vừa nói, vừa nắm chặt búp bê, không nỡ buông. Tiêu Giác cười. Ngươi có thể nói mua về cho vị hôn thê. Hỏa Yến giật mình. Được sao? Ngươi không phải là người thủ thân như ngọc vì vị hôn thê, si tình, đi đâu cũng nhớ. Mua búp bê về tặng, có gì không được. Lời này nhắc Hỏa Yến, nàng còn có vị hôn thê. Cảm thấy lý do này hợp lý. Liền bỏ búp bê vào hành lý, khen Tiêu Giác, đô đốc, ngươi thật là cao thủ gạt người. Tiêu Giác buông sách, nhìn nàng, hơi nhướng mày. Ta nói đùa, đừng để trong lòng. Hỏa Yến thở dài, chỉ là ở Tế Dương lâu, về Lương Châu Vệ có chút không nữa. Ôn nhu như vùng sông nước, dân thuần phác, đến sẽ sinh quyến luyến. Đời này không biết có lại đến cơ hội, dù có lại đến, không biết là bao năm sau. Ngươi muốn ở lại? Tiêu Giác hỏi. Hỏa Yến gật đầu rồi lắc đầu, không, ta thích nơi này, nhưng còn việc quan trọng hơn. Nếu không có ân oán kiếp trước, chỉ lấy thân phận Hỏa Yến. Nếu ở đây dài lâu, tự nhiên cầu không được, nhưng nàng còn ân cừu chưa dứt, không thể dừng lại, cần đi tiếp. Ngươi muốn lập công? Giọng hắn châm chọc. Hỏa Yến cười, xem như thế. Nhưng đô đốc, ngươi hứa chỉ cần ta đến Tế Dương làm việc, sẽ cho ta vào Nam Phủ Binh, có giữ lời không? Tiêu Giác. Giữ lời. Hỏa Yến vui vẻ, nàng gần mục tiêu thêm một chút. Tiêu Giác che giấu ý trong mắt, ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh. Đang muốn nói, có người gõ cửa, là Thúy Kiều. Phu nhân, vào đi. Thúy Kiều mang bộ quần áo gấp gọn, nhìn thoáng Tiêu Giác, vẻ khó khăn. Sao vậy? Hỏa Yến hỏi. Sở tứ công tử ở sát vách, nhờ nô tỳ trả quần áo này, nói nhờ phu nhân che chở, có thể toàn thân trở ra, như vậy cũng đã vô cùng cảm kích. Hỏa Yến nhớ, khi Sở Chiêu đưa quần áo cho Mộc Hồng Cầm, Hỏa Yến đã đưa hắn chiếc váy đao thương bất nhập, thủy hỏa không thấm. Nếu không có Thúy Kiều trả lại, Hỏa Yến cũng quên. Tiếp nhận váy, Hỏa Yến nghĩ, về Lương Châu Vệ nàng là nữ nhi, không cần dùng đến váy này, bèn nghĩ để lại cho di nương của Thôi Việt Chi. Vừa cất đồ đi, nàng bèn gặp ánh mắt lạnh của Tiêu Giác. Chàng nghiêng đầu nhìn nàng, bình tĩnh nói. Ta mua quần áo cho ngươi, ngươi lại đưa đến cho Sở Tử Lan. Không phải ngươi mua, là Lâm huynh trả bạc. Tiêu Giác lạnh lùng. Hỏa Yến nhận ra chàng giận, nghĩ lại cũng phải, chàng và Sở Tử Lan là kẻ thù, mình lại đưa đồ cho Sở Tử Lan, tự nhiên chàng ta cảm thấy không vui. Nàng nghĩ, đành giải thích, lúc đó ta bảo Thúy Kiều đưa quần áo cho vương nữ điện hạ, Sở huynh sợ Thúy Kiều xảy ra chuyện, nên tự mang. Ta thấy hắn tay trói gà không chặt, lại vận chuyển trên bờ sông, nếu gặp người Ô Thác, hắn rất dễ bị giết. Tú La Phường nói váy này đao thương bất nhập thủy hỏa không thấm, ta đã có giáp trên người, nên mới bèn đưa váy làm giáp cho hắn. Tình huống hỗn loạn, Hỏa Yến quên váy là nữ trang, đưa cho Sở Tử Lan, hắn cũng không mặc. Sở huynh? Tiêu Giác hỏi lại. Hỏa Yến lùi lại một bước, biết là đã lỡ lời nói sai, Sở tứ công tử, Sở tứ công tử. Hắn cười lạnh. Ngươi và Sở Tử Lan rất thân quen sao? Không, không quá quen thuộc. Hỏa Yến nghiêm mặt, bèo nước gặp nhau, ngày sau không gặp lại. Đừng trách ta không ta nhắc ngươi. Chàng nói lạnh nhạt, ngươi thích ai cũng được, nhưng nếu thích Sở Tử Lan là không biết sống chết. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.